Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tuổi kỳ mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm nhân hậu tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh đặc biệt họ thông minh sắc sảo tài trí hơn người có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén người tuổi kỳ mùi cũng vậy họ là những người khéo léo trong giao tiếp và có khả năng trong việc thuyết phục người khác tính tình của họ rất thẳng thắn hài hòa cởi mở với những người xung quanh họ thường sống nội tâm ít khi chia sẻ những bí mật của mình cho người khác đặc biệt là những chuyện về tình cảm trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi kỷ mùi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi kỷ mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi kỷ mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cô chú tuổi kỷ mùi 1979 mệnh thiên thượng hỏa tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Cô chú luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời cô chú tuổi kỷ mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu, là mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình. Họ thường là có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều cô chú tuổi kỳ mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Nên học cách thả lòng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Kỳ âm thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, trong tháng này những gia chủ tuổi kỳ mùi sẽ có dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Vào tháng 6 âm lịch năm tân sửu 2021, tuổi kỳ mùi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của kỷ mùi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Đặc biệt trong năm 2021, cô chú tuổi kỷ mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải Thái Tuế. Người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy thầy gia các khuyên gia chủ tuổi kỷ mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi kỷ mùi. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi kỷ mùi qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của cô chú tuổi kỷ mùi cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này, có thể cô chú sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Cô chú nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi kỷ mùi không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi kỷ mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền, cô chú tuổi kỳ mùi nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra đừng chủ quan mà đến lúc chờ tay không kịp. Sông có khúc người có lúc không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Cô chú cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng cần phải nhìn xa trông rộng đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận chính vì vậy để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi kỷ mùi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và thành công hơn áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt thứ ba về mặt tình cảm gia đạo theo tử vi 2021 tháng 6 âm lịch này chuyện tình cảm của cô chú tuổi kỳ mùi bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Cô chú vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần. Cô chú là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, cô chú là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò tìm hiểu về mình. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù cô chú có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm quá mệt mỏi và áp lực khiến cho cô chú tuổi kỷ mùi dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự chia sẻ tâm tình vợ chồng bạn để giải quyết các mâu thuẫn những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo đặc biệt trong thời điểm này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi kỷ mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân hợi mão mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Cô chú tuổi kỷ mùi may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu cô chú tuổi kỷ mùi không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc cô chú không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút dễ bị sai giấy tờ, hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế cô chú cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Cô chú tuổi kỷ mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú kỷ mùi. 3. Ngày cắt lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi kỷ mùi tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi kỷ mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày thứ nhất là ngày âm lịch 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6 năm 2021, tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ mùi trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi kỷ mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2021 tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh ngọ, có nạp âm là lộ bàng thổ thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6 năm 2021, tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm ngọ, có nạp âm là dương liễu mộc. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi kỷ mùi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại